xin chúc mừng cặp đôi Võ Tấn Phát, Akira Fan được khán giả bình chọn nhiều nhất trong tuần qua. Xin chúc mừng khán giả may mắn được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Hãy nhanh tay truy cập vào Zalo tìm kiếm từ khóa cặp đôi hài hước và bình chọn cho cặp đôi mà mình yêu thích. Giải thưởng may mắn 5 triệu đồng mỗi tuần đang chờ đón quý khán giả. Và mùa đông lạnh lùng buốt giá, nỗi cô đơn tim mình anh. Và mùa đông một trời trắng xóa, cho tâm tư mong hết ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống. Rồi say rồi nhậu nhẹt hoài làm sao vậy? Bỏ em ở nhà có mình à? Anh biết lỗi của anh rồi, bởi vậy anh muốn chuộc lỗi. Tối hôm nay anh phải đưa 6 thằng bạn nhậu của anh đến đây. Đó, thấy chưa? Để múa nhảy cho em vui. Muốn cho em vui, em mặc áo đỏ, anh bỏ tiền mua 7 bộ áo vest, thấy không? Trời ơi, bây giờ em nói anh nghe nè. Anh khổ có bộ áo đỏ đầu tư để làm gì? Anh mặc áo vest trắng đi, em quánh anh chảy máu mũi cũng ướt cũng đỏ bình thường à. Mấy người đi vô hết đi. Vợ chồng có chuyện gì đóng cửa dạy nhau? Em déo anh, em chửi anh cái này rồi. Cặp kia đến là anh mắc cỡ lắm. Kệ chứ, khi nào tới tới thì tôi hiền. Lạc mềm còn chặt. Nhưng nếu người đàn ông cứ mãi chiều chuộng, cứ mãi mềm mại, thì có lẽ người đàn ông đó không cần thiết. Ủa? Em nên nhớ, những lúc cần phải cương quyết thì phải làm cương quyết cho mạnh mẽ và giữ vững lập trường. Đúng rồi. Khi cần chiều chuộng thì chiều chuộng tối đa. Nhưng cái gì cũng phải có ranh giới. Em không tin. Em không bao giờ tin chuyện đó hết. Mình ơi, ra đây. Thấy chưa? Có ào ào chưa? Có rầm rầm không? Thùy mị đoan trang. Ủa? Đúng rồi, anh Bạch đúng rồi, quá tài. Thường bữa mà ổng đạt vậy là chửi ổng dữ lắm mà. Quá tài luôn. Anh biến đổi. Trưa nay phải tìm cho bằng được. Thứ nhất, sừng trâu. Thứ hai, cửa gà làm sừng trâu nhúng giấm, cửa gà xào chua. Vậy chưa? Dạ. Nghe chưa? Gì kỳ vậy? Ủa sao hay quá vậy? Thường bữa vậy là chết rồi đó. Bình thường dược em giữ lắm mà Hương. Dạ đâu có. Anh chị có ăn món gì thêm không? Cứ yêu cầu đi, em vô em làm. Cái dòng eo 46 không chịu, tuần sau 36 vậy chưa? Dạ em nghe lời mình. Thấy chưa? Em sẽ tập thể thao. Thấy chưa? Cho dòng eo em nó còn 36. Làm cái gì mà buồn vậy? Em hít chưa? Tại sao trả lời cái mặt chầm dầm? Hả? Cười tươi lên. Dạ cười. Đó rồi. Cái gì vậy? Tâm. Cười tràn ngập nội tâm yêu thương từ bên trong ra. Dạ, hay quá anh chị. Kỳ vậy, kỳ vậy. Anh Bạch ơi em. Kỳ vậy. Anh Bạch. Anh nhờ em đi mua trà sữa đó. Mà chỗ đó giờ nó hết bán rồi. Gần vậy? Mới nói gì? Dạ trà sữa thì nhờ mua. Anh sao nói em làm gì cũng được đó, anh mua cho em 3 ly trà sữa. Em biết đâu giờ có ly trà sữa cho em đây. Thôi thôi thôi, tôi làm gì cũng được, mua cho 3 ly trà sữa. Kêu mình được, tôi nhảy, tôi cũng nhảy vào cái đàn. Trời ơi. Trời ơi. Có trà sữa không? Thôi bây giờ trời ơi anh. Bây giờ cũng có là trà sữa, tại uống hộp em thôi. Em tin anh. Thôi bình tĩnh thì khó, nhưng mà tôi không thèm mua, tại tôi ghét ảo cho lắm. Chỉ gì có 3 ly trà sữa mà cái gì cũng làm à? Coi như là sao vậy? Cái 3 ly trà sữa mà cái gì cũng thùy mị, mình sao mình sống vậy đi? Mà kì, tôi thích uống trà sữa mà, tôi là fan của trà sữa mà, giờ xuống tôi làm gì tôi cũng làm hết trơn á. Bà mua cho tôi 3 ly rồi bà không mua. Bé tính thì bé hồi rồi đi về đi. Có cái đường em lớn. Bây giờ kêu tôi về đi. Đi về. Đi về. Đi về. Không có sao bảo. Không sao thiệt.
thôi. Vì ba ly trà sữa mà có thể thay đổi được bản thân. Kính thưa quý vị các bạn, và phần chào đầu rất dễ thương của hai cặp đôi giám khảo đầy quyền lực của chương trình, cặp đôi hài hước. Xin được trân trọng giới thiệu cặp đôi vui tươi sôi động Thanh Bách Việt Hương. Xin được trân trọng giới thiệu cặp đôi vui tươi lãng mạn Lý Hùng Việt Trinh. Và bên cạnh đó, chúng ta vẫn còn một thành phần giám khảo không thể nào thiếu được. Họ sẽ cùng cầm cân nảy mực, sẽ quyết định sự thành bại của các cặp đôi thí sinh. Đó chính là 50 vị khán giả đặc biệt có mặt ở tại trường quay, cặp đôi hài hước. Xin chào đón quý vị.